Thừa Thiên Huế là vùng đất in đậm dấu ấn thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy, những hiện vật, tư liệu liên quan về Bác được người dân sưu tầm, gìn giữ qua nhiều giai đoạn lịch sử của dân tộc. Trong những ngày này, Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận nhiều tư liệu, hiện vật quý giá về Bác do người dân trao tặng, thể hiện tình cảm, lòng thành kính và tri ân của người dân với Bác Hồ kính yêu. Hiện nay thì chúng tôi cũng trưng bày rất là nhiều tác phẩm nghệ thuật mà của nhân dân hiến tặng, ví dụ như là bức phù điêu của nhân dân Đúc Đồng hay là những cái tạc tượng và những cái tác phẩm bằng gỗ mít của nhân dân A Lưới Thừa Thiên Huế tặng Bác. Trong đó tiêu biểu có một cái tác phẩm, đó là cái bức họa hình chân dung của Bác bằng máy chữ do ông Ngô Mạnh Tiên đã được họa hình. Bức họa được tạo nên bởi cách ghép các chữ cái, y ngắn, x, y dài, m và các dấu chấm, dấu ngoặc đơn trên bàn phím máy đánh chữ. Bức họa với dáng người nhìn thẳng, vầng trán cao, miệng cười rất tươi, toát lên thần thái của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở thành một hiện vật vô cùng quý giá và độc đáo của bảo tàng. Khổ nhất là cặp mắt, chứ con cái trạng, cái câm cái gì. Khi mà đánh được, đánh đừng có, con thứ hai là mệt lắm. Vì ngôi đánh tì mì, cốc vui, bây giờ nói là cốc vui lắm. Nhưng mà có sự quyết lắm. Quyết lắm mà cái nguyện vọng tôi trong trong đánh chết cho thành công. Là vì trong tinh thần tôi á, mà tôi đánh chừng nào là đầu óc vẫn được nhìn thấy Bác Hồ này. Sau ngày đất nước thống nhất năm 1975, gia đình đoàn tụ được nghe ông cụ thân sinh kể chuyện kháng chiến, kể về tình cảm của Bác Hồ dành cho đồng bào miền Nam ruột thịt. Cụ Ngô Mạnh Tiên nảy ra ý nghĩ khắc họa chân dung của Bác từ chiếc máy đánh chữ của mình. Miệt mài suốt 10 ngày đêm, với tình yêu thương, chăm sóc và đồng hành của vợ ông bên cạnh, bức họa đã được ra đời. Thì bà cũng vui thôi chứ, tôi đã cho ăn với đi dỗ chứ. Chứ có đi cái đường trao với đường này nọ, hoàn toàn là thấy đẹp đã. Nói ra bố có thưởng không? Tôi nữa thưởng cho mê rồi có đùi gà, hay là con gà tìm rồi, thưởng chừng đó thôi chứ không thưởng gì hết. Tôi làm gì tôi thưởng. Tình yêu với Bác Hồ trong lòng mỗi người dân Huế nói riêng và với đồng bào cả nước và bà con Việt kiều xa xứ nói chung luôn sâu đậm, thiết tha. Đặc biệt trong những ngày tháng 9 lịch sử này, con dân ba miền lại một lòng hướng về thủ đô Hà Nội, nơi có lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu để tỏ lòng thành kính, nhớ thương.